chào các quý vị. Xin kính chào các bác yêu âm thanh analog. Vâng, cũng đã lâu rồi. Hôm nay tại Thiên Hà Audio chúng tôi với đơn đặt hàng và hôm nay chúng tôi sẽ bóc và khui thùng một thương hiệu âm than, thương hiệu đến từ Đức, đó là Transistor Z3. Và với hàng đặt theo đơn đặt hàng thì đây là sẽ đánh vào cần SMM 509 theo CD5. Và chúng ta cùng có một buổi trải nghiệm với mâm than này. Hãng Transistor Z3 thì ở thành phố Berlin, Blackbach ở phía tây nước Đức và có một bề dày truyền thống lịch sử để làm những chất âm thanh analog và luôn được nằm ở trong top 3 những hệ thống âm thanh tốt nhất thế giới và đẳng cấp nhất thế giới. Và Transistor này thì cũng được thừa hưởng từ những cái công nghệ của người Đức, cái sự chính xác cũng như là sự cầu kỳ chi tiết và đã được các nghệ nhân người Đức coi như là đưa vào trong các dòng sản phẩm để phục vụ cho phần analog. Và trên tay tôi đây thì là tôi sẽ bóc cùng với các bạn một cái bay. Vâng, với một cái bay này thì sự cầu toàn chơi trong âm thanh thì nó chính là đây. Khi các bạn bóc ra thì các bạn sẽ thấy một cái bay để đựng một mâm than ở phía trên. Đó. Và bay này thì được làm bằng hoàn toàn bằng acrylic đen. Và sau đó thì mới đặt hệ thống mâm than chống rung lên trên tất cả các cái điểm này. Đó. Sau khi thì tôi sẽ để xuống đây. Còn về phần này thì chúng tôi sẽ xin rạch thùng này ra để chúng ta cùng có một sự trải nghiệm luôn. Và tất cả các hàng này là hàng nguyên siêu khi nhập từ hải quan về. Đầu tiên thì chúng tôi sẽ thấy đây là những miếng xốp để chống sốc. Trên này thì thấy đây đã là mã thương hiệu là Z3TMD, màu là màu đen và sử dụng cho cần SME9in và cắt chiếc dưa hầu là cắt chiếc dưa ngoài. Đó, và các bạn thấy sự cẩn thận của người Đức là khi người ta đóng, người ta vận chuyển, người ta đã lót xốp xung quanh này. Và đây là những quyển cắt lô hướng dẫn cách setup, nhưng mà với những cái dòng pro như này thì người ta lại không hỗ trợ nhiều cho người chơi tự setup, mà người ta chỉ hỗ trợ cho người chơi là một cái mâm đo tốc độ bằng giấy. Thì không hiểu là những cái cách setup này như thế nào, vì thấy người ta để như này thì các bạn cái này thì phải nhờ đến các kỹ thuật và có bộ tool để setup. Các bạn thấy một cái mâm là khi trọng lượng mâm lên tới thì nó lên tới tận 34 kg, và nó được các nhân viên bên hãng là bọc vào trong miếng xốp như này và giữ toàn bộ như thế này. Và với dòng Z3 này thì là một điều đặc biệt hơn, tức là chúng tôi đây là hàng đặt nên đã chơi bằng loại mâm chơi bằng 2 motor. Đó, đây là một motor. Và thêm đây là một motor nữa. Tạo ra chơi bằng phong cách chất coi như là chất lượng hàng đầu lại phải chơi đến 2 motor. Trên đây là một cái hệ thống của nhà cung cấp cho một cái dây nguồn. Đây là hệ thống để dùng điện DAC để điều tốc cho motor.
thấy rất là đặc biệt. Thứ nhất là độ tinh xảo của người Đức, cái thứ hai là độ kỹ, độ đẹp. Còn phần dưới đây là những phần chân đế, thì đây là có ba chân đế, ba dây bét, một dây bét là chạy mâm đơn và một dây bét là chạy mâm kép, tức là dùng hai motor đó. Được trang bị thêm một cục chặn, một hai tuýp dầu. Còn đây là hai bầy riêng để đựng đỡ motor. Đây, còn đây là mâm than. Đẹp quá. Quá hoàn hảo. Các bạn nhìn thấy sự tinh xảo với chất lượng tuyệt vời của người Đức và độ chính xác, thì tôi nghĩ đây là một trong các yếu tố làm nên thành công của thương hiệu Chan Rostor đến từ Đức. Còn bây giờ thì sau khi thế này thì tôi sẽ đưa toàn bộ lại hệ thống lên trên này và chúng tôi setup, và cũng giới thiệu thêm với các bạn đây là tay cần SME Series 5 đến từ Anh Quốc. Vâng, với tay cần chỉ như thế này thôi, nhưng mà các kỹ sư đã phải mất 4 năm để nghiên cứu và đưa ra các trục khỉu cũng như là các chất lượng ở trong tay cần này. Đó là những dây dẫn bên trong của đường phôn. Và cái quan trọng là khi cái tay cần này nó có độ tiếp xúc và ma sát với cả mặt đĩa là nó sẽ đưa một thứ âm thanh chính xác tuyệt đối, và để cho người nghe người ta sẽ có sự cảm nhận ngay khi được sử dụng những tay cần này. Và đi cùng với tay cần này thì hôm nay chúng tôi sẽ lắp kim của Autophone Cadenza. Đây là theo ý của vị khách. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin phép được setup toàn bộ hệ thống này lên trên kệ và chúng ta bắt đầu bước vào cân trình. Vâng, cuộc setup than Chan Rostor Z3 bắt đầu. Trước khi setup thì chúng tôi đã bày tất cả các linh kiện ra phía ngoài, gồm có mâm và hai motor cộng với cả hai bát của motor, rồi cục chặn, dây bét và cục điều tốc. Các bạn thấy cái sự hoàn thiện những hệ thống âm thanh cũng như tất cả các đồ đến từ nước Đức thì đó là một điều quá tuyệt vời về chất lượng. Với những công nghệ cắt CNC sau đó lại được làm hoàn toàn thủ công handmade để các nghệ nhân muốn đưa cái sự yêu thích của những dòng sản phẩm của mình vào để gửi tới người tiêu dùng thì nó đã hiện diện ngay trước mặt các bạn đây. Vâng, đó là những cái thiết bị về phần phụ kiện trong này. Còn trên bạn đây thì tôi đã đưa cái mâm này lên trên kệ. Và các bạn nhớ khi cân chỉnh thì phải nhớ là luôn luôn có cái bọt nước như này để mình có thể đặt được mâm nó chính xác. Để khi mình cân chỉnh thì cái sự chính xác của trong mâm đó là một cái yếu tố nền móng quyết định cái dải trầm sâu và cái âm thanh trung thực thì nó nằm ở vị trí này. Và mâm Chan Rostor Z3 này thì được thừa hưởng từ những mâm lớn như là dòng Rubin, thì đây là những hệ thống trục treo nên khi các bạn thấy tay tôi lắc thế này đã thấy cái sự rất là nhẹ nhàng và cảm thấy là cái sự ma sát gần như là không ảnh hưởng gì nhiều lắm đó. Còn trên này nó là trục treo và nó sẽ làm theo hình thức tức là tuyến tính đấy, tức là cục trục treo, sự tuyệt vời. Còn trên đây là các hệ thống mình có thể là cân chỉnh cho các cái độ lệch của cái blade này. Và bên này thì mình có thể tháo ra và mình có thể chơi được thêm một tay cần nữa. Đó là một tay cần trong tương lai, là cái cần sẽ cao cấp hơn, có thể là cần Graham. Còn bây giờ thì tôi xin phép được đặt mâm than vào và chúng ta bắt đầu là setup. Vâng, sau gần 2 giờ đồng hồ setup thì kiệt tác Chan Rostor Z3 đã gần lộ diện. Và bây giờ mọi thứ đã hoàn thành hoàn thiện. Chỉ đợi xem thiên hà sẽ phối ghép với một hệ thống nào vào ngày mai. Xin hẹn các bạn vào YouTube sau.